Hãng phim của Thứ Chín cũng là một trong những hãng phim nổi tiếng hàng đầu và dữ liệu siêu tốt. Đã có 890.000 lượt tương tác trong tháng này và 200 triệu lượt xem video trong 30 ngày qua. Số lượt tương tác ở đây đề cập đến số lượng người hâm mộ tích cực và số lượng tương tác. Nếu như một hãng phim ngôi sao có thể đạt được trình độ này và có mức độ ảnh hưởng cũng như sự hấp dẫn nhất định thì quả thực rất đáng kinh ngạc. Ngoài ra, hồ sơ ghi chép chính thức của hãng phim Thứ Chín cũng đã đánh dấu cụ thể địa chỉ email hợp tác kinh doanh và địa chỉ email nhận thư của người hâm mộ. Và đồng thời chú đáo nói rằng họ không có tài khoản ở nước ngoài và chưa có tuyển dụng chính thức và hãy cẩn thận để không bị lừa. Để hợp tác kinh doanh, Thứ Chín làm việc trả lời email từ kênh chính thức của văn phòng sẽ được ưu tiên. Thái độ kinh doanh và khả năng làm việc của hãng phim Thứ Chín là vô song. Họ chuyên nghiệp và tận tâm, khối lượng phát lại video cao. Cũng bởi vì video của nó được quay và chỉnh sửa rất tốt, khả năng viết quảng cáo của nó thuộc hạng nhất, sáng tạo và bắt mắt. Ý tưởng sáng tạo và chỉnh sửa video ở cấp độ tài liệu có thể học và sử dụng tham khảo nên có thể thu hút được nhiều sự chú ý. Vào tháng 3 năm nay, Thứ Chín đã tham gia tuần lễ thời trang Milan. Video vlog do anh ấy tạo ra mang một ý nghĩa nhân văn đã được UNESCO chuyển tiếp và khuyến nghị cũng như Đại sứ quán Pháp tại Trung Quốc giới thiệu. Điều này đã gây chấn động và tin rằng mọi người đều nghe và biết về nó. Hãng phim của Thứ Chín đã tạo cho người ta ấn tượng là trầm tĩnh, bình tĩnh mà mạnh mẽ. Nó không giống như một hãng phim của nghệ sĩ mà là một thương hiệu độc lập có tên tuổi. Và thương hiệu này thuộc về chính hãng phim của Thứ Chín và rất nổi tiếng. Tiếp theo, hãy nói về phần viết bài đăng của hãng phim của Thứ Chín. Trong đó viết rằng Phú Quang ngộ vọng thư, Thái Dương gặp ánh trăng. Câu này có vẻ nghe đơn giản và rõ ràng nhưng thực chất nó ẩn chứa một bí ẩn. Câu gốc của nó là giúp ánh trăng chiếu vào bộ áo giáp mềm mại và nhìn vào những bóng tối thưa thớt. Nó mang một ý nghĩa ai cũng khát khao một thời gian vui vẻ và một cuộc sống vô tư. Và Phú Quang gặp vọng thư, điều này mang một ý nghĩa khác. Câu này thể hiện sự khát khao và chúc phúc đẹp đẽ cho tương lai sẽ ngày càng tốt đẹp hơn. Phú Quang và vọng thư là hai nguyên tố quan trọng trong văn hóa của Trung Quốc. Phú Quang xuất phát từ tác phẩm của nhà thơ thời Nam Tống Chỉ Ánh Nắng Mặt Trời. Vọng thư là yếu tố thuộc về thần thoại Trung Quốc đại diện cho vầng trăng, cũng có thể dùng để miêu tả về ánh sáng phát ra từ mặt trăng. Hai điều này ở cùng một chỗ mang ý nghĩa về sự giúp đỡ hỗ trợ lẫn nhau giữa những người yêu nhau và cùng dắt nhau đi trên tương lai tốt đẹp hơn. Đây chính là lợi ích dành cho 10 triệu người hâm mộ của hãng phim Thứ Chín. Nó không chỉ đơn giản là đăng 18 bức ảnh của Thứ Chín mà còn là lời cảm ơn đáp lại. Cuộc hành trình này sẽ không thể thực hiện được nếu không có sự hỗ trợ của tất cả mọi người. Hãng phim của Thứ Chín được thành lập vào tháng 9 năm 2019. Trong 4 năm qua, nó đã phát triển từ một đứa trẻ mới biết đi trở thành một thanh niên. Có thể nhìn thấy bằng mắt thường rằng tốc độ phát triển của nó thật đáng kinh ngạc và đúng như mong đợi. Và giờ đây, khả năng đáp ứng và xử lý việc của nó ngày càng tốt hơn, nhanh hơn, tốt hơn và phù hợp hơn. Nội dung đầu ra cũng hiệu quả và chất lượng cao, không ngừng bứt phá và lần nào cũng có những điều bất ngờ. Và tiếp theo, mọi người cũng đã xem những bức ảnh do hãng phim của Thứ Chín sản xuất. Nó có hai phong cách hình ảnh. Phong cách thứ nhất là loạt phim kinh doanh ưu tú. Thứ Chín có đôi mắt sắc bén, tỉ mỉ, áp bức và khí chất mạnh mẽ. Ở phong cách thứ hai, có thể cảm thấy rằng Thứ Chín là một chàng trai tỏa nắng, một người đàn ông ấm áp. Màu sắc và trang phục ấm áp đã khiến chàng ấy trông tươi tắn và dịu dàng hơn. Ngoài ra, nụ cười rạng rỡ, đôi mắt của Thứ Chín khi dịu dàng khi lại uy nghiêm, quyến rũ và mạnh mẽ. Mọi người thấy rằng anh ấy đã quản lý cơ thể của mình rất tốt và điều này có thể thấy anh ấy là một người có tính tự giác cực kỳ cao. Thứ Chín có tinh thần quyết tâm và có sức bền bỉ và sự kiên trì, đồng thời cũng là một người nghiêm khắc với bản thân và theo đuổi mục tiêu của chính mình.